Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay Chủ nhật ngày 31 tháng 10 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin VTV có xúc phạm quốc ca hay không. Có một tội danh trong Bộ luật hình sự của Việt Nam rằng cố ý xúc phạm quốc kỳ, quốc huy, quốc ca theo điều 351. Với quốc kỳ, quốc huy thì khá dễ hiểu hành vi nào bị coi là xúc phạm và có khá nhiều vụ khởi tố người dân xúc phạm quốc kỳ. Nhưng với quốc ca thì có khác, có phần trừu tượng. Và thế nào là xúc phạm? Có một chuyên gia luật cho đó là viết lại những nội dung không lành mạnh liên quan đến quốc ca, hành vi có tính chất nhạo báng, sỉ nhục hoặc có những hành động khác gây ảnh hưởng đến lời, nhạc, bài quốc ca. Đây là hình ảnh nhằm phản kháng chính quyền và xịt sơn lên lá cờ đỏ sao vàng. Nhà hoạt động vì nữ quyền Huỳnh Thục Vy đã bị án phạt 2 năm 9 tháng tù. Tuy nhiên, vẫn không có văn bản nào định nghĩa cho khái niệm đó, nên khi đem ra tòa xử, thường lại phải dựa vào một thứ hội đồng được thành lập tạm thời để giám định lại tài liệu và hành vi đó xem có phải là xúc phạm đến quốc ca hay không. Ở các nước văn minh thì còn có án lệ giúp quan tòa dựa vào các vụ xử tương tự trước đó để ra phán quyết. Việt Nam vẫn đang lò dò áp dụng phương pháp này. Nếu đồng ý với khái niệm trên thì hành vi xúc phạm rất rộng vì có những hành động khác gây ảnh hưởng đến lời và nhạc nữa. Đó chính là khả năng mà Đài Truyền hình Quốc gia Việt Nam VTV có thể đã vi phạm. Đó là chiều ngày 27 tháng 10 năm 2021, Truyền hình Quốc gia VTV5 tường thuật trực tiếp trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Đài Loan. Nhiều khán giả chứng kiến sự cố lạ khi quốc ca Đài Loan cất lên. Âm thanh bỗng bị mất hoàn toàn. Nếu chỉ vậy thì đã không có gì phải bàn về tội danh xúc phạm quốc ca. Nhưng không dừng lại ở đó, xem hai video tường thuật trận đấu được ưu tiên lưu trên hệ thống YouTube của VTV4 thì bị mất tiếng không chỉ phần quốc ca Đài Loan mà cả quốc ca Việt Nam, gồm nhiều khán giả phản hồi thắc mắc, và của VTV Cap thì bị cắt bỏ phần hai đội ra sân chào cờ. Không chỉ là lời nhạc bài hát quốc ca đơn thuần đã bị gây ảnh hưởng mà nó còn bị xóa sạch đi. Đây là hình ảnh đội tuyển U23 của Việt Nam thực hiện nghi thức chào cờ trước trận đấu. Người Việt Nam chứng kiến hình ảnh dễ nghi ngại không phải do sự cố kỹ thuật, vì toàn bộ phần bình luận trước trận đấu và diễn biến trận đấu lại không bị mất tiếng. Nghi ngại không phải không có căn cứ, khi từ lâu và cả với trận đấu này, không như bao hầu hết báo chí Việt Nam khác gọi Đài Loan với đúng cái tên của nó. Đài VTV gọi là Đài Bắc Trung Hoa. Người dân nghi ngờ VTV muốn chiều lòng Trung Quốc. Và càng có căn cứ hơn khi nhiều năm rồi, việc đưa tin tức của VTV hay có những dấu hiệu khiếp nhược trước Trung Quốc mỗi khi động đến vấn đề chủ quyền lãnh thổ Việt Nam bị láng giềng xấu này xâm lấn. Như vậy, nếu không phải chỉ là một sự cố kỹ thuật mà là sự cố ý, thì người Việt, toàn bộ đội tuyển U23 và chính quốc ca Việt Nam đã bị xúc phạm. Chỉ đọc trong số hàng ngàn bình luận bức xúc trên trang Facebook của đài EFA về vụ việc này, mọi người cũng sẽ thấy rõ. Họ cảm giác bị những kẻ vì những lý do thấp hèn nào đó coi thường. Và một hành động xúc phạm có cấu thành tội phạm hình sự hay không là mức độ tác hại của nó. Đây là hình ảnh nữ tổng thống Đài Loan Thái Văn Anh nhiều lần khẳng định rằng Đài Loan không bao giờ cúi đầu trước Trung Quốc. Tác hại tới tinh thần, tình cảm của người dân đối với quốc ca, lòng tự trọng dân tộc thì đã rõ. Nhưng còn một thứ tác hại khác, đó là mối nghi ngờ, thiếu lòng tin về chế độ trong quan hệ với Trung Quốc. Người ta rất có thể suy diễn rằng đó không phải chỉ là hành động cầm đèn chạy trước ô tô của đôi ba kẻ phụ trách chương trình, mà là cả một chủ trương xuyên suốt, sẵn sàng bất chấp tình cảm và lòng yêu nước của người dân chỉ vì thứ hữu nghị viển vông mà thôi. Còn những tác hại trong đối ngoại, trong con mắt quốc tế vân vân thì cũng chưa còn kể đến. Ví dụ như với Đài Loan đang chung chiến hào với Việt Nam đối phó chung với Trung Quốc bành trướng, chắc chắn biết vụ việc này sẽ rất buồn lòng. Và sẽ chẳng có quan tòa nhà nước nào xử vụ xúc phạm này cả, chỉ có quan tòa trong lòng dân. Trung Quốc đã từng gây áp lực Việt Nam vào hồi tháng 7 năm 2018 khi cho phép một công ty treo cờ Đài Loan tại xưởng sản xuất của họ ở khu công nghiệp Mỹ Phước, tỉnh Bình Dương. Và áp lực của Bắc Kinh đối với Hà Nội được đưa ra sau khi nhà máy sản xuất đồ gỗ Kaiser bắt đầu treo cờ Đài Loan nhằm phòng tránh người dân Bình Dương
đi biểu tình chống Trung Quốc vào đập phá. Thực tế này chứng tỏ xảy ra ở một số lần và gần đây nhất là vào ngày 9, 10 và 11 tháng 6 vừa qua, khi nổ ra đợt biểu tình chống hai dự luật đặc khu và an ninh mạng, đợt biểu tình được cho là lớn nhất ở Việt Nam kể từ sau năm 1975. Chủ tịch công ty Kaiser, ông La Tử Văn, phát biểu với hãng tin CNA của Đài Loan rằng chính phủ Việt Nam cho phép nhà máy Kaiser treo cờ Đài Loan nhằm phân biệt với những công ty của Trung Quốc. Đợt biểu tình đó nhằm phản đối việc Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương 981 vào khu vực đặc quyền kinh tế và thêm lục địa của Việt Nam. Đợt biểu tình năm 2014 còn khiến hơn 20 người thiệt mạng và hơn 100 người đã bị thương. Đây là hình ảnh biểu tình chống Trung Quốc đưa giàn khoan vào vùng biển Việt Nam vào tháng 4 năm 2014. Bình luận với những điều nghịch lý ở Việt Nam, nhà hoạt động Phạm Minh Vũ viết trên trang Facebook cá nhân như sau. Cách đây 7 năm, giá dầu 115 đô la trên thùng thì giá xăng là hơn 25.000 đồng. Hôm nay giá dầu 85 đô la một thùng, tức là khoảng 12,5 nghìn trên lít, thì xăng RON 95 là 24.330 đồng một lít. Việt Nam là quốc gia xuất khẩu dầu mỏ, vậy mà người dân chịu cảnh chém ngang lưng thật vô lý. Thu nhập trung bình mỗi ngày khoảng 200.000 đổ một lít xăng 10% mức thu nhập của người dân. Ở Hàn Quốc giá xăng vào khoảng 1,3 USD trên lít, nhưng thu nhập của họ cao hơn người Việt Nam 10 lần. Và chính phủ Hàn Quốc cũng đang có lộ trình giảm giá để hỗ trợ dân chống dịch. Điện cũng vậy, Việt Nam là quốc gia xuất khẩu điện. Hàng năm, dân từ Bắc vào Nam chịu cảnh khốn cùng vì lũ quét. Lũ không phải do thiên tai mà do các đập thủy điện mọc lên như nấm. Một con sông có tới gần chục cái đập thủy điện, vậy mà chính phủ lại bán giá điện cao vời vợi cho dân với 6 bậc lũy tiến. Một công nhân làm ở nhà máy ngoài việc phải trả chi phí xăng cao giá cao, họ phải trả tiền điện cũng gần 10% thu nhập hàng tháng. Nghịch lý là quá nhiều hội đoàn do đảng dựng lên, ăn quá nhiều ngân sách nhưng không giúp được gì cho dân. Hội nhà báo thì viết láo gây bất lợi cho dân, hội nông dân thì chưa bao giờ lên tiếng bảo vệ quyền lợi của nông dân. Hội phụ nữ bảo vệ quyền trẻ em thì toàn bảo vệ cho bọn biến thái con quan của đảng, mỗi khi chúng làm càn, làm quấy. Chưa kể bao nhiêu tổ chức, đoàn thể và mặt trận tổ quốc trong đại dịch không thấy đâu, toàn thấy dân tự giúp nhau. Đây là hình ảnh nhóm từ thiện Đà Nẵng phát cơm và thực phẩm miễn phí trên đỉnh đèo Hải Vân cho bà con từ miền Nam về quê tránh dịch. Chính quyền không hề thấy. Công đoàn thì lại bảo vệ cho doanh nghiệp chứ ít khi đứng về phía người lao động. Nghịch lý nhất có lẽ là trường học, bệnh viện trên thế giới này duy nhất tại Việt Nam bắt dân phải tự lo hoàn toàn. Phí khám chữa bệnh hay học phí là gánh nặng cho toàn dân và cả xã hội, trong khi đa số các nước khác đều có ngân sách cho phúc lợi xã hội. Người dân đi học hay khám chữa bệnh hoàn toàn miễn phí. Ở Việt Nam, một người đi học đại học có khi phải bán cả ruộng vườn, khi mắc bệnh vào bệnh viện có khi phải bán cả nhà cửa để điều trị mà chưa chắc uống được thuốc thật. Nghịch lý tới cười dưới nước mắt đó là quan chức chưa có bằng cấp 3 mà đã có bằng đại học, chưa học hết cấp 3 mà làm tới chủ tịch huyện. Còn giáo sư, tiến sĩ nhiều như lá mùa thu nhưng không có nổi một kế sách hoạch định phát triển đất nước nào đáng kể. Quan chức thì cứ ra giả chống Mỹ, chống tư bản, thề nguyện theo đảng trọn đời. Nhưng khi leo lên ghế, thằng nào cũng tìm cách vơ vét để gửi con cái qua đó du học, và khi có biến lại chạy sang Mỹ, sang tư bản, mua nhà, mua quốc tịch. Dân thì đi làm cu li khắp thế giới, nhưng quan chức thì suốt ngày tự sướng rằng Việt Nam là quốc gia đáng sống. Việt Nam là một quốc gia có quá nhiều điều luật, có thể nói là luật rừng, nhưng đảng lại chỉ thích xài luật rừng mà thôi. Miệng ông nói là tôn trọng luật pháp, nhưng quan sai thì chỉ xin lỗi, còn dân sai thì bắt bỏ tù. Dân thường trộm 8 con gà bị đi tù 3 năm, trong khi quan tham ô hàng trăm tỷ, thất thoát hàng ngàn tỷ thì chỉ bị khiển trách mà thôi. Nhà hoạt động Phạm Minh Vũ đã ngao ngán liệt kê những nghịch lý đầy rẫy trong xã hội Việt Nam như thế. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay, Chủ nhật ngày 31 tháng 10 năm 2021 với bản tin VTV có xúc phạm quốc ca hay không? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất.
Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de